Dũng có đất Phú Dân. Xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu ấy. Hôm nay sẽ đưa lên cho anh em xem một con đồng khoe mọc hậu tiếng hay. Còn nói với nước thì con chim này là một con chim xếp loại nước rất là hay nha anh em. Con này anh em nghe thúc là có dặm hoặc là có thúc thè gu liền, đó là bản năng của nó đã vậy rồi. Và hiện bây giờ nó đã nổi mạnh rồi nhưng mà chưa đi tập, chưa trong chế độ đi tập nha anh em. Nhưng mà anh em nghe cái nước đó là mình nói là cứ thúc lên là phải có dặm, còn không là phải có gu. Thì nó để từ ngồi nó để dậy rồi. Và vào trong quá trình nuôi bổi thì cái bản năng con chim này nó cũng vậy thôi. Và để đâu nó cũng để hơn một năm rồi. Và đã thấy lớp trong rừng hết rồi. Đây thì rất là siêu. Nói chung là con này thì làm bị làm anh em nghe nó cắt thiên ký lên là hoặc là nãy là anh em nghe là cũng không có dặm thì cũng phải có gu thôi. Đồng khoe tiếng mộc hậu, tiếng hay, giống mộc hậu. Thù thở con chim này là hình thù như bắp chuối rồi nha anh em. Và chuốc to, cái bàn cánh nó thì anh em thấy nó rất là bự. Và vàng lông quy đóng tròn đều, đóng rất là dày. Cổ thì thét mình bầu. Ngực nó không những to mà nó nhìn trực diện nó bành ra rất là lật nha anh em. Kín lưng. Chân thì con chân to, nói chung dàn chân nó là quá đẹp rồi. Dàn cườm nó thì đóng thét, dàn cườm tuyệt vời. Cườm đóng rõ ràng, đóng dây cườm, không nát cườm. Cặp mắt thì trong mắt trong vàng rất là to. Mỏ thì mỏng thôi. Anh em thấy cái bài cánh nó này nha anh em. Anh em nhìn vào là không mớp cánh nha anh em. To, đóng mà vàng lồng quy là thẻ xuống hết. Đúng. Rất là dày. Lúc mà hơn một năm trước mà chạm nó ở ngôi rừng á thì nó chơi nó như cá chim mà nha anh em. Nó như một chim lông mình đi nhứ vậy đó. Anh em nghe là cứ thúc lên là kèm một, hoặc là thúc lên là thẻ gu. Vừa cây nào nó cũng chơi như vậy nha anh em. Còn vào trong thì rất là cứng gu. Anh em nào mà thích một con chim mà vừa thù thở to lực bền và nước hay thì anh em cứ vừa sở hữu nuôi sau này sẽ biết thôi. Cộng là với lại là sạc lông rất là đẹp nha anh em. Sạc lông là đỏ sậm. Thật mình nói rồi đó, vừa to nhưng mà nó banh ra rất là lực. Con cườm con này nhìn vào rất là đẹp nha anh em, thét rất là đẹp. Rồi, mình cũng để
quay kỹ và té hết vào con đồng phe nước đất hay và cứng gu này của mình rồi. Đánh giá nhìn nhận thì tùy thuộc vào mỗi anh em chơi có cách nhìn nhận khác nhau. Rồi mình xin chào anh em.